Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong phần bài tập bài số 36 góc sách giáo khoa môn toán lớp 6 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6 ba bộ sách thầy đều đã làm cho các em rất là đầy đủ, rất là chi tiết rồi. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 60 nào. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài đầu tiên 8.25. Người ta cho này, viết tên, nhớ là viết theo cách viết ký hiệu của góc chỉ ra đỉnh cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau. Đấy, như vậy thì ở đây nhớ là gì? Cách viết góc thì chúng ta có mấy cách kém? Hai cách đúng không? Hai cách để chúng ta viết gì? Viết góc. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái cách viết này. Ở hình A này, được chưa? Hình A nhá. Hình A này các em. Hình A là hình này đúng không? Thì chúng ta sẽ có góc này. Góc này. Góc gì các em? X, M, Y đúng không? X này MY hoặc các em có thể đọc là YMX cũng được, tùy các em. X nè, M nè, Y nè. Đấy, vậy thì chúng ta có, đây là một cách. Hoặc các em có thể viết theo gì? Viết theo dạng ký hiệu thứ hai nè, đúng không? XMY nè. Đấy, chúng ta dùng ký hiệu nào chúng ta dùng nha. Rồi, như vậy góc này thì có đỉnh nè. Có đỉnh thì yêu cầu mình chỉ ra đỉnh và gì? Đỉnh và cạnh, đúng không? Đỉnh là gì đây? Đỉnh là M, được chưa? Cạnh nè. Cạnh thì có hai cạnh, đó là cạnh gì? MX và MY. MX và MY. Được chưa? Đó. Được chưa các em? Tiếp theo mình sẽ có ở hình gì đây? Hình B này. Hình B chúng ta quan sát cho kỹ nha. Như vậy hình B này sẽ rất là nhiều đấy các em. Hình B này. Hình B nhá. Như vậy thì hình B chúng ta sẽ thấy là có một góc này, hai góc này, ba góc này, đúng không? Đấy. Hình B chúng ta sẽ có góc đầu tiên. Nhớ chúng ta ký hiệu góc. Hai cách để chúng ta ký hiệu góc nha. Góc thứ nhất nè, D, E, F nè. D nè, E nè, F nè. Đó. Hoặc là các em có thể ký hiệu D gì? E, F. Hai cách để chúng ta ký hiệu nhá. Đỉnh nè. Có đỉnh đây là đỉnh gì? Đỉnh E, đúng không? Cạnh. Cạnh của nó là cạnh gì? Cạnh gì các em? Cạnh gì? D, E và F. F, E hoặc là cạnh của chúng ta đọc từ đây, từ gốc đi. E, D và E, E, F. Để cho cạnh chúng ta đọc là cạnh E, D và E, F nhé. Cạnh E, D và E, E, F nè. Được chưa? Rồi đây góc thứ nhất nhá. Góc thứ hai. Góc thứ hai chúng ta sẽ có là góc EADDF. EADF. Hoặc là gì chúng ta viết dạng ký hiệu thứ hai EADF. Được chưa? Rồi các em tự chỉ ra cho thầy đỉnh. Đỉnh là D. Được chưa? Cạnh. Cạnh của chúng ta sẽ có là ED và F gì? FD. Được chưa? Góc thứ ba này các em. Thứ ba chúng ta sẽ có góc EFD. EFD. Đó, hoặc là gì? Các em ký hiệu dạng thứ hai EFD. Được chưa? Đỉnh là đỉnh F. Đỉnh F. Cạnh. Cạnh gì các em? Cạnh
FE. FE này và F gì? FD. Xong chưa? Đó. Được chưa các em? Được chưa? Đấy, nhớ nè. Nhớ là khi chúng ta đọc nè, đọc cạnh á, đọc cạnh và góc đây thì các em có thể xem trong cái phần người ta ghi đây nè các em. Đây. Đỉnh ô này của góc này. Hai tia tức là cạnh của nó thì chúng ta cứ đọc đọc từ gốc nha, nhớ chúng ta đọc từ gốc của nó này. Vậy thì cái góc của chúng ta nó theo cái cạnh nào? Tức là nó theo cái góc nào thì chúng ta sẽ đọc từ từ cái góc đó cho thầy nhá. Đó, ở đây chúng ta có này ba cái góc này, này đấy thì chúng ta sẽ đọc từ gốc này, gốc là ED, EF, đây là DED, DF, FD, F gì, FE, đấy nhớ nhá, được chưa? Rồi sang bài tiếp theo, bài 8.26. Cho cái đường thẳng XY 8.26 nè. Cho cái đường thẳng XY, vẽ hai điểm AB nằm trên đường thẳng XY. Vẽ hai cái điểm AB nằm trên đường thẳng XY. Được chưa? Gọi tên các góc bẹt được tạo thành. Đó. Như vậy đây, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng là đường thẳng XY. Này, đường thẳng XY đúng không các em? Đây, đường thẳng XY nhá. Rồi, X nè, XY. Vẽ hai điểm AB nằm trên. Tức là chúng ta sẽ lấy hai cái điểm A và điểm B bất gì? Bất kỳ ở đây. Và đây sẽ là điểm A này, đây điểm gì? Điểm B này. Được chưa? Gọi tên các góc bẹt tạo thành. Vậy thì góc bẹt thứ nhất này được tạo thành này các em. Đúng không? Góc bẹt thứ hai này. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có các góc bẹt được tạo thành. Đó là góc nào? Rồi mình sẽ trả lời này. Góc bẹt tạo thành đó là những góc nào? Đây. Chúng ta sẽ có góc thứ nhất. Đó là gì? XAB. Được chưa? Góc X nè, AB nè. Hoặc là gì, chúng ta ký hiệu là X, A, B. Đúng chưa? Góc này thì sẽ có đỉnh là gì? Đỉnh A. Được chưa? Cạnh. Cạnh của nó là gì? XA. À xin lỗi, AX. Và A, AB. Được chưa? Tương tự như vậy thì mình sẽ có góc bẹt thứ hai. Đây góc bẹt thứ nhất nè. Góc bẹt thứ hai đó là gì? A, B, I. Hay là gì chúng ta? Chúng ta đọc là X, B, I. Được chưa? X nè, B nè, I. Được không? Đó, vậy thì đây là góc bẹt thứ hai nè. Hoặc chúng ta ký hiệu nó là gì? BI. Đỉnh của nó là đỉnh nào? Đỉnh B. Được chưa? Cạnh nè. Cạnh ở đây chúng ta sẽ có là cạnh gì em? Cạnh BX và BI. Hoặc là gì? BA và BI cũng được nhé. Cạnh BX nè và BI. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thể đọc một cái góc nữa, đó là góc gì? ABI. Được không? Góc ABI, thực ra góc ABI nó chính là góc X gì? XBI đấy các em. Nó chính là góc này này các em. Hiểu chưa? Đấy, không có nhiều khi giáo viên hỏi vậy góc ABI có không, em này bảo không có là không được nhá. Được chưa? Góc ABI nó chính là gì? Chính là cái thằng góc XBI đây. Đúng không? Ổn chưa nào? Rồi, sang bài tiếp theo. 8.27. Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.
Đấy, quan sát này, cái mặt đồng hồ này. Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút? Đây, kim giờ đây các em. Kim giờ đây. Kim phút đây. Đó. Vậy thì cái góc này này. Góc này này các em. Vậy thì giờ chúng ta nhìn xem ở đây có những cái vạch nào. Vạch số nào đây các em. Nó chỉ, đúng không nào? Phần này chúng ta đã làm ở trong phần lý thuyết rất là kỹ rồi đúng không? 8.20, 27 nè. Anh mình chỉ việc chỉ ra thôi. Vậy thì những vạch nè, những vạch nằm trong góc, nằm trong góc nè, góc tạo bởi kim giờ và kim phút. Tạo bởi kim giờ và kim phút cao so với rất là nhiều năm gần đây, ví dụ lớp 1 là 87,4. Kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 15 phút này sẽ là, đấy là những cái nào đây các em, chúng ta chỉ ra xem nào. Đó là cái nào đây các em? 7 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè, đúng không? Đấy, đó là 7 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè. Được chưa? Được chưa các em? Đấy, rất là dễ đúng không? Chả có gì khó cái bài này cả. Rồi mình sẽ sang cái bài tiếp theo. Đó là 8.28 nè. Cho 3 cái tia trung gốc OA, OB và OC. Đấy. Trong đó này, không có tia nào đối nhau. Đấy. Giờ mình phải 3 cái tia trung gốc, nhưng mà nhớ là 3 tia này nó không đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là 2 trong 3 tia đã cho. Đấy. Thế là giờ người ta cho mình 3 cái tia này. 8.28 đi. 8.28 này, cho 3 tia này chung góc O. Đây, góc O đây nhá. Góc O này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ cho thầy 3 tia này. OA, OB, OC. Đấy, chúng ta sẽ kẻ 3 tia ra cho thầy. Nhớ là gì? Chúng ta không có cái tia nào đối nhau. Không được đối nhau nha các em. OA, OB này. Đó, ví dụ thầy lấy đây là OC đi. Đấy, 3 tia. Được chưa? Chung góc O. Đây là chung góc O. Đó, O này OA đi. Rồi tự nhiên này mất luôn cái đó của thầy. Đây, O này OA nhá. OA đi. Đây là OB này, đây là OC này. Xong chưa? Không có hai tia nào đối nhau đúng chưa? Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là 2 trong 3 tia. Đó, vậy thì chúng ta sẽ tìm cho thầy xem có bao nhiêu góc này. Ít nhất này chúng ta sẽ tìm này. Các góc này. Thôi giờ chúng ta sẽ ghi này, có này. Để cái khoảng trống đây tí mình sẽ chỉ nhá. Các góc này. Được chưa? Được chưa? Có hai cạnh. Có hai cạnh là 2 trong 3 tia, là 2 trong 3 cái tia người ta cho đó sẽ là này. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có góc gì đây? AOB này, góc AOB, được chưa? Đấy, giờ
thầy không cần chỉ ấy nữa, thầy chỉ ghi là cạnh thôi để chúng ta biết nó có hai cạnh nè. Cạnh ở đây sẽ là O gì? OA và OB. Được chưa? Góc thứ hai này là AO gì? AOC này. AOC này. Đúng không? Đó, có hai cạnh ở đây. Đó là cạnh OA và OOC. Đúng không? Góc thứ ba này, BOC này. BOC này. Đấy, mình sẽ được tạo bởi hai cạnh đó là OB và O gì? OC. Hết chưa? Như vậy mình chỉ có mấy góc thôi? Có 3 góc thôi nhá. Được chưa? Hãy kèm điền vào cho thầy. Như vậy mình có là gì? 3 góc. Góc thứ nhất này. Được chưa? Góc thứ hai này. Đấy. Và góc thứ gì? Góc thứ ba này. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Sang bài tiếp theo, bài 8.29. Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau. Ai có đỉnh nè? Đỉnh A này, rất là nhiều góc nha các em. Và đỉnh M này. Đó, chúng ta sẽ xem nó có những cái góc nào ở đỉnh A và ở đỉnh gì? Đỉnh M. 8.29. Như vậy mình sẽ có các góc nào? 8.29 ở đây chúng ta sẽ có những cái góc nào đây? Đỉnh A và góc nào đỉnh M. Đấy, chúng ta sẽ có này. Các cái góc này. Đỉnh A này sẽ là. Đó. Rất là nhiều nha. Thầy sẽ viết ra từ từ nè. Đó là góc BAH nè. BAH nè. BAH nè. Được chưa? Góc gì nữa các em? BAM nè. BAM nè. Chúng ta viết rời xuống đây đi cho nó dễ nhá, cho nó rộng rãi đi. BAM. Rồi. Góc thì BA, BAC này. BAC này. Được chưa? Rồi, tiếp theo này sẽ có là góc HAM này. HAM này. Được chưa? HA gì? HAC này. HAC. Và một góc nữa đó là MA gì? MAC này. MAC. Đấy. Như vậy, còn góc nào nữa không? Còn góc nào nữa không các em? Như vậy hết rồi đúng không? Như vậy thì các góc ở đỉnh A có 1, 2, 3, 4, 5, 6 góc. Được chưa? Đấy, có tất cả là 6 góc nha các em. 6 góc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm các góc ở đỉnh gì? Đỉnh M này. Các góc ở đỉnh gì? M này sẽ là. Đó, mình sẽ tìm xem ở đây có bao nhiêu góc. Vậy thì đỉnh M chúng ta sẽ có này. Một góc này, hai góc này, ba góc này. Đấy, sẽ có nhiều em không nhìn ra cái góc thứ ba đâu. Góc đầu tiên này các em. Đó là góc gì? Bốn góc luôn các em, nếu mà lấy H này nữa nhé. H M A. H này, M này, A này. Được chưa? Rồi B M A này. Được chưa? Đấy. Như vậy đây có hai góc nhá. Thực ra thì hai anh này nó cũng là gì? Chung một góc thôi, vì sao BH này nè. H nó nằm trên BM nên chúng ta có thể lấy một trong hai góc này là được nè. Được chưa? Rồi, cái góc tiếp theo mà chúng ta có thể có này, đó là góc gì? AMC này. AMC hay có thể chúng ta đọc là CMA cũng được. Góc thứ ba sẽ là gì? Góc thứ ba sẽ là gì đây? BMC chính là góc bẹt được em. B này, M này, C này. Hay là gì? Hay là chúng ta có thể đọc tên ở đây nó sẽ là một cái góc khác.
Tức là hai cái góc này có thể nó là một này, HMC. Đấy, như vậy hai cái anh này có thể nó là một góc nhá. Tương tự như vậy thì hai cái anh này nè, nó sẽ là một góc này các em. Đấy, hai cái anh này nè, nó sẽ chung là một góc này các em. Đấy, như vậy có nè, góc thứ nhất nè, góc thứ hai nè, góc thứ gì, góc thứ ba nè. Được chưa? Đó, như vậy nó có gì? Tổng cộng ở đây là ba góc được tạo ra từ đỉnh gì? Đỉnh M nhá. Còn góc nào nữa không? Các em quan sát cho thầy coi. Hết rồi đúng không? Rồi. Ta sẽ sang bài tiếp theo. Đó là bài 8.30. Lấy ba cái điểm không thẳng hàng ABC trên tờ giấy trắng, rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc. Như vậy thì bài này thì chúng ta vẽ một cách quá đơn giản đúng không? 8.30. Lấy ba điểm này không thẳng hàng. Đây, điểm A nằm đây, điểm B thầy cho đây, điểm C thầy cho đây. À, nó có thẳng hàng không? Không thẳng hàng nhau, đúng không? Được chưa? Rồi vẽ các đoạn thẳng nè. Đây, A nhá, B nhá, C nè. Đấy, vậy thì ba điểm này nó không thẳng hàng. Nối các đoạn nè, các đoạn với nhau AC nè, nối A với C. Được chưa? Thầy sẽ nối nè, A đến C nè. Được chưa? B đến C nè. Được chưa? Rồi. Rồi, A đến gì? A đến B nè. Đó, mình đã nối xong rồi các em. Xong chưa? Đó, chúng ta được một cái tam giác như thế này đúng không? Thì yêu cầu này, tô màu phần hình chứa tất cả điểm trong. Vậy thì điểm trong thì chúng ta chỉ tô ở phía gì? Phía trong này thôi. Đó, các em sẽ tô màu nè, cái phần hình chứa tất cả những điểm trong ở đây. Chúng ta không tô lem ra ngoài. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Đây chính là yêu cầu của bài 8.30. Được chưa? Chúng ta không tô ra ngoài. Ở ngoài đây sẽ là gì? Điểm ngoài này các em. Đấy, tất cả những cái gì ở ngoài đây thì sẽ là gì? Các điểm ngoài. Vậy thì nó nằm trong đây sẽ là gì? Các điểm trong mà mình đã được tô. Được chưa? Rồi. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ kênh cũng như video của chúng mình cho các bạn đang học ở trung lớp, trung trường nha. Rồi, tạm biệt các em.